Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục các cái công cụ liên quan ở trong máy Illustrator. Chúng ta đã làm quen với các khái niệm về môi trường làm việc này, về các hình cơ bản này, về một số các cái thao tác cơ bản như transform, scale, flip, rotate. Và hôm trước là chúng ta đã làm quen với cái nhóm Shape Builder và Light Paint Bucket giúp cho chúng ta có thể vẽ các thứ nó trở nên nhanh hơn. Ngoài ra các cái khái niệm khác như là chuyển đổi tầng thứ của các đối tượng này, hay là gióng hàng này, rồi cắt hàng các đối tượng bằng các pattern, thì đấy cũng là những cái nội dung mà chúng ta đã trao đổi ở buổi trước. Thế thì từ các cái công cụ cơ bản cộng với lại các cái lệnh cắt hàng xoay thì chúng ta đã có thể là dùng những cái hình cơ bản đó để tạo ra nhiều thứ hơn từ những cái hình rất là đơn giản. Tuy nhiên nếu mà làm kỹ và làm theo ý mình trong bất cứ trường hợp nào thì chúng ta sẽ phải làm chủ được công cụ pen, thì nó mới giúp cho chúng ta có thể là vẽ ra được bất cứ cái gì mà chúng ta cần. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ làm quen với công cụ pen và một vài vấn đề liên quan tới các cái path vẽ ra trong Illustrator. Thế thì công cụ pen và công cụ vẽ hình chính ở trong Illustrator cũng như là nhiều các cái chương trình thiết kế khác, thì pen tool ở trong Illustrator thì phím tắt của nó gọi là P. Thực ra thì nó rất là giống cả các chương trình khác của họ nhà Adobe. Một khi các bạn đã sử dụng được trong một chương trình bất kỳ nào đó của Adobe thì Illustrator về quy tắc cơ bản thì nó cũng gần như là tương tự như vậy. Nhưng mà tôi cứ giới thiệu lại một vòng nhé. Có thể là có bạn vẫn còn chưa bao giờ tiếp xúc với lại chương trình nào của Adobe, cho nên là chúng ta sẽ nói đầy đủ. Thì công cụ pen này giúp chúng ta vẽ ở trong Illustrator, và cách vẽ thì chúng ta phải làm chủ được hai cái, đó là vẽ đường thẳng và vẽ đường cong. Vẽ đường thẳng thì chúng ta làm rất là đơn giản như sau: chọn công cụ pen, sau đó thì chúng ta nhấp vào một điểm để khởi tạo ra cái điểm neo đầu tiên, hay gọi là điểm điều khiển đầu tiên. Khi chúng ta nhả chuột ra thì giữa cái điểm neo mà chúng ta vừa khởi tạo với lại cái đầu công cụ của chúng ta sẽ được tự động nối vào với nhau bằng một cái đường như thế này, đường thẳng như thế này. Các bạn có thể di chuột tới vị trí mới bất kỳ mà các bạn muốn. Ở vị trí mới, các bạn kích chuột một lần nữa thì nó sẽ tạo ra điểm neo thứ hai, và tự động sẽ có một đoạn nối giữa điểm neo thứ nhất với điểm neo thứ hai. Đấy chính là cái đường path mà chúng ta đang nói, và nó chính là cái loại path thẳng. Đấy, bằng cách cứ nhấp chuột rồi thả ở các vị trí mới như thế này thì các bạn thấy là chúng ta đang vẽ ra những cái đoạn đường thẳng, gấp khúc, ngắn hay dài, thẳng hay ngang, vân vân, thì đều là do chúng ta quyết định. Các đường chéo thì các bạn có thể làm một cách tương đối thoải mái đó. Đường thẳng đứng thì các bạn kéo theo chiều thẳng và giữ shift đó. Đường nằm ngang các bạn có thể là kéo theo đường thẳng và giữ shift thì nó sẽ tạo ra đường ngang. Trong cái quá trình vẽ thì các bạn cũng có thể tắt bật thêm cho tôi một số các cái thứ như thế này, tức là các bạn vào view, thì ở trong view này thì nó có một cái tùy chọn smart view, tùy chọn là smart guide. Trong lúc mà chúng ta vẽ thì nó sẽ báo cho chúng ta một số các cái tương ứng giữa các đối tượng đang vẽ và các thành phần khác, hoặc là nó cho chúng ta thấy là những cái đường đường gióng nằm ngang hay là chéo, vân vân. Ví dụ như là tôi vẽ một góc 45 độ chẳng hạn, giữ shift. Đấy. Thẳng hàng. Nó khi mà vẽ gần tới một đối tượng nào đó thì nó sẽ đưa ra những cái khuyến cáo, nó sẽ đưa ra những cái đường để mà cho chúng ta so sánh nó với lại các cái đối tượng mà gần kề hoặc đối tượng trên đường vẽ. Thì các đường màu tím như này nó sẽ tự xuất hiện khi mà chúng ta đang vẽ ở trên trên một cái trang mà đã có các cái đối tượng khác. Ví dụ như này chẳng hạn, nó báo cho chúng ta ở cái điểm như thế này là nó sẽ thẳng hàng với lại một số các điểm hoặc là một số các cạnh của đối tượng khác. Thế thì cái này có thể bật, có thể không bật. Đấy. Các bạn bật thì các bạn vào view đó, và bật Smart Guide, phím lệnh là Ctrl U,
còn tắt thì các bạn cũng lại bấm vào đấy thì nó tắt đi. Đấy. Cái này nó mang tính dẫn hướng, nó sẽ giúp chúng ta so sánh giữa các đối tượng nọ và đối tượng kia trong quá trình vẽ. Nhưng mà những cái thứ như là Smart Guide như thế này, nó nhiều khi là nó cũng sẽ ảnh hưởng trong quá trình vẽ. Khi mà nó có định hướng cho chúng ta là cái kéo gần vào một đối tượng nào đó, thì tùy từng cái trường hợp mà chúng ta bật hay tắt. Thế thì cách vẽ cái đường thẳng thì nó tương đối là đơn giản như thế. Và các bạn sẽ thấy là ở trong trường hợp mà chúng ta vẽ các cái đường thẳng như thế này, thì chúng ta cũng có hai dạng đường hở và đường khép kín. Ở phía trên là chúng ta có đường khép kín đó, còn ở dưới này là chúng ta là đường hở. Tuy nhiên là trong Illustrator thì tôi cũng nhắc lại khái niệm một chút là một đường khép kín hay một đường hở đều có quyền là tô màu cả. Illustrator không phân biệt cái đường hở và đường kín, miễn là có một cái phần diện tích được tạo ra từ cái đường đó thì nó sẽ có thể tô màu ở đây. Thế thì cái thao tác vẽ đường thẳng thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Bây giờ chúng ta xem tiếp sang cái quá trình mà vẽ đường cong thì nó như thế nào. Đường cong thì khởi tạo thì nó cũng sẽ giống như đường thẳng thôi, tức là chúng ta cũng sẽ phải bấm một lần để chúng ta tạo ra cái điểm neo đầu tiên. Sau đó thì chúng ta cũng nhả chuột ra và đưa chuột tới vị trí mới. Ở vị trí mới khi chúng ta nhấp chuột thì chúng ta sẽ tạo ra điểm neo thứ hai, và cũng sẽ có cái sự tự động kết nối giữa điểm thứ nhất và điểm thứ hai. Tuy nhiên ở trong thao tác vẽ đường cong thì chúng ta sẽ không nhả chuột ra, mà chúng ta vẫn giữ phím chuột, đồng thời là chúng ta sẽ kéo dê chuột đi. Và lúc này thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện hai cái tay nắm điều khiển hay là hai tay đòn điều khiển phụ, nó xuất hiện ở hai bên của cái điểm neo này. Hai cái tay đòn này thì nó sẽ tương tác tuyệt đối với nhau. Đấy. Tương tác là tương tác như thế nào? Tương tác ví dụ như là tôi thu ngắn hoặc là kéo dài một tay đòn thì tay đòn cũng thu ngắn kéo dài tương tự ở phía bên kia. Đấy. Tôi nâng cao một đầu này lên thì đầu kia sẽ hạ xuống theo chiều ngược lại. Tôi hạ đầu này xuống bao nhiêu thì đầu kia sẽ nâng lên theo chiều ngược lại. Tương tác và luôn luôn là ngược chiều nhau. Đấy. Thế thì hai cái tay đòn này nó sẽ giúp chúng ta giải quyết hai vấn đề. Một là điều khiển cái độ cong. Các bạn quan sát trên màn hình thì các bạn sẽ thấy là khi cái chiều dài tay đòn này được tăng lên thì cái đường cong đang vẽ của chúng ta nó sẽ trở nên cong rất là nhiều. Khi tôi thu ngắn tay đòn lại thì đường cong cũng trở nên ít cong hơn. Và một điều nữa là lúc chúng ta nâng hoặc là hạ cái tay đòn này lên thì chúng ta có thể là chuyển hướng cong của cái đoạn cong. Vừa nãy chúng ta đang vẽ thì đoạn cong là cong lên phía trên, nhưng bây giờ chúng ta xoay chiều của tay đòn thì chúng ta sẽ kéo cái đoạn cong chuyển hướng xuống phía dưới. Như vậy là cái tay đòn này nó sẽ giúp chúng ta giải quyết hai vấn đề, một là điều khiển độ cong và hai là điều khiển chiều cong của cái đoạn đang vẽ. Về nguyên tắc thì các cái tay đòn này nó sẽ có cái sự liên quan tương tác với nhau, nhưng nếu mà cần thiết thì chúng ta cũng có thể là tách bạch hai cái tay đòn này ra bằng cách là nhấn phím An. Lúc chúng ta nhấn phím An thì chúng ta tạm thời sẽ tách hai tay đòn này ra, không còn liên quan gì tới nhau nữa, và chúng ta có thể điều khiển tay đòn bên phải mà không liên quan gì tới tay đòn bên trái, cũng như là cái đường cong đang vẽ dở bên phía trái. Và sau khi mà chúng ta nhả phím chuột ra thì cái độ dài đường cong hay là hướng của đường cong đoạn sắp vẽ thì nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái hướng và cái độ dài của tay đòn mà chúng ta đang điều chỉnh ở bên phía tay phải này. Bằng cách là chuyển hướng và gia giảm các cái độ dài thì cái đoạn vẽ tiếp theo của chúng ta nó sẽ có cái sự khác biệt đi. Thế thì với cái cách vẽ như thế này thì chúng ta có thể là sau khi mà nắm được cái cách vẽ của cái công cụ pen như thế này thì chúng ta có thể là dùng pen này để vẽ ra bất kỳ cái gì mà chúng ta muốn vẽ. Ví dụ như hôm trước là chúng ta dùng thử cái hình ellipse đó, cộng thêm với lại cái công cụ
Direct selection để chúng ta điều chỉnh lúc mà chúng ta vẽ demo thử cái quả táo logo của Apple chẳng hạn. Thế nhưng mà những cái đó thì nó không phải là cái công cụ chuẩn ngay lúc đầu để chúng ta vẽ. Nhưng mà nếu với cái công cụ pen này thì chắc chắn là chúng ta sẽ vẽ lại nó một cách rất là dễ. Để vẽ thì thường là chúng ta sẽ có một cái sự kết hợp giữa cái công cụ pen trong cái quá trình vẽ này. Ở đây thì chúng ta có công cụ pen là công cụ vẽ gốc đấy. Thế nhưng mà kèm theo nó thì chúng ta còn có ba công cụ nữa: công cụ thêm điểm điều khiển, công cụ bớt điểm điều khiển và công cụ chỉnh sửa nốt. Đấy thì bây giờ chúng ta có mấy công cụ này kèm theo. Đây bây giờ vẽ thử lại cái hình ảnh hôm trước nhé. Ví dụ file này, plus chúng ta đưa cái ảnh của cái logo vào. Đâu nhỉ? Cái logo hôm trước là xóa rồi à? À đúng không? Chúng ta sẽ lấy thử một cái hình ảnh này nhé. Thế bây giờ khi mà chúng ta có được cái hình ảnh mẫu thì chúng ta có thể đồ lại, chúng ta có thể tập vẽ lại theo cái hình mẫu đó. Thì bây giờ việc đầu tiên trên nguyên tắc bao giờ đưa hình mẫu vào thì chúng ta cũng sẽ khóa nó lại. Thì để khóa một đối tượng thì chúng ta chọn nó, sau đó vào Object, vào Lock và chọn Selection, Control 2. Khi chúng ta khóa lại như thế này thì các bạn sẽ không thấy cái đối tượng có thể chọn lựa được nữa, hiển thị trên màn hình thôi, nhưng khi tôi bấm vào thì không thể chọn được. Cái này thì các bạn có thể quan sát ở trong cửa sổ Layer. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy là đối tượng xuất hiện ở trong cửa sổ Layer này, nhưng đồng thời là khi chúng ta khóa thì nó sẽ có cái biểu tượng khóa ở đây, và do đó thì chúng ta sẽ không đụng chạm tới cái này nữa. Và đến lúc chúng ta vẽ thì chúng ta sẽ chọn công cụ pen này, chuyển đổi màu sang stroke này. Đấy. Bắt đầu thì chúng ta sẽ nên bắt đầu từ một điểm gãy. À. Các bạn vẽ một cái đoạn cong thì thường là chúng ta sẽ xác định bởi hai điểm, điểm đầu và điểm cuối của cái đoạn cong mà chúng ta đang vẽ đó. Thế còn sẽ có một cái giá trị nữa là cái đỉnh hoặc đáy của cái đoạn cong. Tuy nhiên là trong cái quá trình vẽ thì chúng ta cũng phải ước lượng cho nó tốt là vẽ đến đâu là vừa. Tại vì một đường cong nếu mà nó không được mượt hoặc là nó khó điều khiển ấy, thì đôi khi chúng ta khi vẽ chúng ta sẽ vẽ thêm các cái điểm điều khiển vào đây. Đây bây giờ chúng ta cứ tạm thời chúng ta vẽ lớn như thế này nhé, có kéo này. Đây ví dụ với đường như thế này thì chúng ta sẽ thấy rằng là với một điểm điều khiển thì chúng ta không làm hết được cái đoạn cong này. Vậy thì cứ để tạm như thế này đã, chút nữa chúng ta sẽ nói tiếp, tại vì là chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ thêm điểm điều khiển đấy, nhấn an này, bẻ hướng này, sau đó bấm xuống đây. Bấm vào điểm giữa này. Bây giờ gần gần được đúng không? Tiếp theo thì chúng ta sẽ giải quyết thêm, ví dụ như trong cái trường hợp như thế này, cái đoạn cong này nó cong
nhiều, và bằng một cái điểm điều khiển này thì chúng ta không được nhận tốt được. Vậy thì trong trường hợp này thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ là công cụ thêm điểm, đó công cụ cái pen có thêm dấu cộng, và bằng cách là nhấp chuột vào đây chúng ta bấm tạo thêm một cái điểm điều khiển, thì lúc này chúng ta sẽ có được thêm một cái điểm điều khiển mới. Với điểm điều khiển mới thì chúng ta sẽ giúp cái việc điều khiển cái đường cong này nó tốt hơn. Đấy thì chúng ta sẽ thêm đó. Thế còn bớt, ví dụ trong cái trường hợp nào đấy mà chúng ta thấy là không cần thiết một cái điểm nào đó thì chúng ta có thể là sử dụng cái công cụ là delete này, cái phím cái công cụ bút có dấu trừ, thêm bỏ cái nào đi thì các bạn bấm thẳng trực tiếp vào cái đó. Thì nó sẽ bỏ bớt cái điểm đi. Thế còn ở cái công cụ cuối cùng này ở trong nhóm thì công cụ này nó sẽ giúp chúng ta giải quyết là điều chỉnh. Đây, ví dụ bấm vào tay đòn thì chúng ta có thể lôi kéo, chúng ta có thể điều chỉnh. Nhưng nếu mà chúng ta thao tác trực tiếp vào trong một cái điểm điểm neo thì khi chúng ta bấm vào điểm neo thì nó sẽ quy đổi qua lại, chuyển qua chuyển lại giữa hai cái loại là điểm thẳng và điểm cong. Đây các bạn quan sát lại nhé. Đây đang là đoạn cong này, điểm này đang là điểm cong này. Khi tôi kích chuột một lần vào đây thì cái đoạn này nó chuyển đổi thành ra điểm thẳng, và các bạn thấy là nó không còn cong giống như lúc đầu nữa. Nhưng nếu bây giờ tôi bấm vào đây, về mặt nguyên tắc nó sẽ cho chúng ta biến lại thành điểm cong. Tuy nhiên nếu mà chỉ bấm không thôi thì các bạn sẽ không nhìn thấy gì cả, tại vì là chúng ta chưa nhìn thấy cái tay tay đưa nắm điều khiển, tay đòn điều khiển phụ. Thế nhưng mà lúc nào mà chúng ta thấy cái tay đòn nó xuất hiện thì lúc đấy chúng ta có thể là điều khiển lại nó trở thành cái đoạn cong. Thế còn nếu mà điều chỉnh một cách chuẩn xác nhất thì nó sẽ là cái công cụ Direct Selection này. Đấy, bấm vào đây, một là di dịch vị trí của các cái đoạn cong hoặc là các cái điểm điều khiển. Đó, kéo các tay đòn. Bằng cách như thế này thì với công cụ pen chúng ta có thể là vẽ một cách chính xác theo bất cứ một cái đối tượng nào, bất cứ một hình mẫu nào. Đấy, đầu tiên thì sẽ cố gắng vẽ một cách chính xác, một cách tối đa có thể. Thế còn sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng thêm cái sự trợ giúp của công cụ Direct Selection để chúng ta gõ, chúng ta điều hiệu chỉnh cái đường path làm sao cho nó khớp hẳn vào cái đường chu vi của cái hình mẫu mà chúng ta cần. Tương tự như thế, bây giờ chúng ta làm việc một chút với cái hình lá ở phía trên. Cái này thì không phức tạp quá, chúng ta có thể vẽ luôn được, không cần phải điều chỉnh nhiều. Nhấn An, kéo chuyển xuống. Thế là việc cuối cùng thì tô màu lại cho nó. Ví dụ chúng ta cũng đã vẽ được ra cái logo chúng ta cần. Thế thì trong cái quá trình mà chúng ta làm việc với lại cái đường path này thì có mấy cái mà các bạn cần phải lưu ý. Một đường path dù thẳng hay cong thì chúng ta vẫn cứ phải làm việc và điều chỉnh với lại các cái điểm neo, các tay đòn. Ở đây thì chúng ta có một vài sự hỗ trợ nằm ở trên thanh option. Đấy, chúng ta có lệnh convert này, convert thẳng cong này, đó, rồi trừ bớt điểm này, rồi cắt path này. Đấy, ví dụ như là bây giờ chúng ta làm việc với lại cái một cái điểm điểm neo, ví dụ đây
Nốt lệnh này là nốt lệnh mà giúp chúng ta chuyển biến nó thành thẳng này, thành cong này. Hay là trừ bớt đi này. Thế còn là ở đây là lệnh cắt. Cắt thì khi mà các bạn bấm vào một cái điểm nào đó, điểm điều khiển nào đó mà các bạn bấm vào cái lệnh cắt phát này, thì cái đoạn này nó sẽ cắt ra làm đôi đây. Đoạn này và đoạn này cắt ra làm đôi và không liên quan đến nhau nữa, trở thành hai cái đối tượng và độc lập. Thế đấy là mấy cái mà chúng ta sẽ lưu ý trong cái quá trình mà chúng ta làm việc, thì chúng ta sẽ xử lý, chúng ta sẽ làm việc với lại cái path này tương đối nhiều. Tại vì vẽ cái gì thì cũng cần phải sử dụng path. Thế bây giờ đã nói tới path thì chúng ta sẽ quay trở lại với một cái bài cũ nhé. Bài cũ là hôm trước là chúng ta sử dụng các lệnh cắt hàm trong Pathfinder để chúng ta tạo ra cái chúng ta tạo ra cái hình âm dương. Thế bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh path này, cắt path này, để chúng ta cắt hàm, chúng ta tạo ra một cái hình âm dương thông qua cái việc là vẽ được bằng đường path và cắt các cái điểm điều khiển ra. Các bạn quan sát một chút đây, ứng dụng luôn cái thao tác làm path. Thao tác lúc đầu tiên thì chắc chắn là nó sẽ tương đối giống nhau thôi. Chúng ta vẽ ra một hình tròn này, sau đó thì sử dụng công cụ scale này, thu lại 50%, copy gióng hàng cái này với cái này lên đỉnh này, sau đó lại chọn cái thằng này lại 50% nữa, copy gióng hàng xuống đáy. Tiếp tục chọn thằng này 50%, copy 50%, copy. Bước chuẩn bị đến đây thì hầu như là vẽ kiểu gì nó cũng phải giống nhau. Thế còn điểm khác biệt thì bắt đầu nó tính từ cái điểm này. Sau khi mà chúng ta tạo ra 5 cái vòng tròn như thế này thì bắt đầu chúng ta chuyển sang công cụ Direct Selection và bắt đầu bấm vào cái đường tròn lớn nhất. Ở cái đường tròn lớn nhất này thì chúng ta bấm vào các điểm điều khiển ở trên đường tròn. Tôi bấm ở điểm ở đỉnh này và tôi sẽ sử dụng công cụ Cut Path này. Tôi bắt đầu bấm vào đây, bấm tiếp vào phần ở đáy, tách ra đến đây. Ví dụ như thế này là các bạn thấy là chúng ta đã tách ra một nửa đó. Tương tự như thế, bây giờ chúng ta sẽ làm với cái vòng tròn nhỏ này, bấm vào điểm này, cắt, bấm vào điểm này, cắt. Cắt xong tôi có thể tách, tôi vứt thằng này đi, không cần nữa. Tương tự như vậy chúng ta làm tiếp với hình này, cắt, cắt, cắt xong tôi vứt thằng này đi. Như vậy là chúng ta đã thấy có hình hài của cái hình âm dương rồi, đúng không? Tuy nhiên thì đến đây nó vẫn chưa trở thành một cái đối tượng hoàn hảo, đơn giản là vì các cái đối tượng này nó vẫn chỉ là những cái đường mà đang sắp đặt cạnh nhau thôi, chứ nó chưa phải là một thể thống nhất. Do đó thì chúng ta cần phải chọn nửa tròn lớn này và hai nửa tròn nhỏ này. Sau khi chọn xong đủ cả ba thằng này thì chúng ta sẽ tiến hành là nối nó vào với nhau để làm nó thành một thể. Thế để nối các cái đường này thì chúng ta sẽ vào menu Object. Trong menu Object này thì các bạn vào Path. Trong Path này thì lệnh ngay đầu tiên là lệnh Join, Ctrl G. Với lệnh này khi các bạn nhấn thì các cái đường Path của chúng ta đang là các đường Path độc lập sẽ được nối liền vào với nhau. Và bây giờ thì chúng ta có thể là tiến hành tô màu cho cái hình mà chúng ta cần. Sau khi tô xong thì bây giờ việc của chúng ta
sẽ áp dụng một trong các cái trong những cái lệnh cũ, đó là xoay, đó, xoay hoặc lật. Thế bây giờ ví dụ như là quay thì chúng ta sẽ chọn rotate này, nhấn Alt này và các bạn kích vào đúng cái điểm này giúp tôi. Nhấn Alt, bấm đúng vào điểm này là cái điểm nối vừa rồi. Đấy, quay bao nhiêu độ nhỉ? 180 độ đúng không ạ? Đấy, và chúng ta nhập copy, chúng ta sẽ được nửa còn lại. Đến đây thì chúng ta sẽ tô màu cho nó. Đưa xuống dưới cùng, Ctrl Shift mở ngoặc vuông. Và việc còn lại là chúng ta sẽ tô cái màu cho nó đối nghịch với phía bên kia. Đến đây, hủy hết đường viền đi và group nó lại. Thì như vậy là chúng ta cũng đã vẽ lại được cái hình âm dương. Tuy nhiên cái lần này thì chúng ta đã sử dụng cái phương pháp là cắt các cái điểm nốt ra, sau đó thì nối nó lại bằng lệnh join, và cuối cùng thì sử dụng cái lệnh xoay để nhân bản. Thế bây giờ các bạn có thể thử nghiệm một chút luôn cái phương pháp làm việc với Path, với lại chúng ta có thể thực hành luôn, thực hành nhanh cái cách vẽ hình âm dương bằng cách cắt hàm Path như thế này.